Rồi tức điên mất 1, 2, 3, 4. Tức quá. Xin chào Chelsea, xin chào mọi người, lại là Ren đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Ren Hong Kai thêm một lần nữa. Và mọi người nhớ nhấn like và chia sẻ video giúp mình nha. Còn nếu không chia sẻ thì chỉ cần nhấn like cũng được. Nhất định phải nhấn like nha. Ok, và hôm nay thì chúng ta sẽ được review nick của bạn có nickname là Dark Magi. Nghe tên quen quen, hình như là đã từng review rồi. Cái gì đây? Trước khi giấc mộng tan biến. Đúng rồi, trước khi vào video này thì chắc là các bạn theo hệ tâm linh một chút thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu bước vào tháng 7 rồi mọi người. Tháng 7 âm lịch tức là tháng cô hồn. Ta không biết là bắt đầu tháng âm lịch này chúng ta có bị Sukarna cái gì không. Mắt người thơm cuồng đậm quá rồi, mau nghỉ ngơi đi. Chưa, hôm nay em ngủ đến 2 giờ em mới vào game mấy anh chị ạ. Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại arc game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Live Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Hôm qua anh vừa nộp đồ án xong, hôm nay em ngủ một cái cho nó sướng. Ngủ một phát đến 2 giờ chiều. Ok, và hôm nay thì bạn ấy gửi nick cho mình là tròn 2000 ngày. Hôm qua là 1999 ngày, nó cũng số cũng khá là đẹp. Hôm nay thì 2000 ngày rồi, tròn vo luôn. Và bạn ấy thì có inbox và gửi cho mình. Nhưng mà chắc chắn là bạn ấy đã đặt trước, bạn ấy đã nói với mình trước đây tới tận 40 ngày rồi mọi người, tức là hơn một tháng trước, một tháng 10 ngày trước đã nhắn tin cho mình mà là lúc nào 40 ngày sau thì gửi ạc để mình sâu nhé, thì ok luôn. Tôi sẽ nào. Nick của bạn này thì đã có nạp đến lock 12 mất rồi. 235.462 pha lê, 235.000 là bao nhiêu? 22 là 20 rồi, lên máy tính khổ quá. Không, lại tôi lại thành thần đồng tính toán bây giờ. 235 chia 3 là 78 củ. 78 củ mua được một con SH chưa? Chắc là mua được SH nữ đúng không? SH nam hình như mình nó không nhầm là 120 mấy triệu ấy. Bây giờ SH nó giảm tiền rồi ta. Ok, tiền bạc không phải là vấn đề. Ở đây thì bạn ấy có rất là chắc chắn là sẽ rất là nhiều Valkyra, chỉ còn thiếu đúng hai nhân vật nữa là bạn ấy full gear. Vậy là hôm nay là chúng ta sẽ được show một cái nick từ sự người bật đồ họa cao đi. Đây đồ họa cực cao trên nó Ultra Full HD cộng 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 cộng. Nick của bạn này thì đã lên tàu được rất là lâu và nạp rất là nhiều. Vậy hôm nay chúng ta sẽ lại được mở mang tầm mắt với một cái nick theo mình đoán thì sẽ là kiểu ngang ngửa với lại một cái nick ở trong beta. Chỉ có thần cộng 114 rồi, cũng chỉ bằng nick mình thôi. Rất là lâu, chắc chắn là sẽ rất là nhiều. Không biết là bạn này sẽ chơi theo kiểu là skin. Ok, game thời trang mà đấy nạp rất là nhiều và mua rất là nhiều bộ skin. Trong đấy thì chắc chắn là sẽ giảm Valkyra cực kỳ là đầy đủ đồ, như ghét các thứ. Ở đâu để xem nào. Xem luôn nha. Chiến trường ký ức thì tuần này chúng ta có ngự hồn Wonder in Tower và Yagami. Tuần trước thì bạn ấy bỏ game, không đánh. Why? Vực thế là vực tịch diệt. Vậy là bạn ấy không thèm đi MA luôn. Không đi MA, chỉ đi mỗi vực thôi. Tịch diệt 2.100 cúp. Tuần trước thì bạn ấy đánh con Benaret lửa. Benaret lửa. Nhưng mà lại là môi trường đóng băng, cầm hơi trở mình 21.671 điểm. Và con cá voi lượng từ 21.457 điểm. Còn đấy cầm Susanna 2S thôi á. Susanna có 2S thôi á. Trong khi nào rất nhiều. Chúa thần. Ok, giảm Valkyra. Chúng ta sẽ show theo từng Valkyra đi. Ok, chúng ta sẽ show đầu tiên đó chính là Qiyana Kaslana, một Valkyra DPS nửa. Hơi trừ ở Flame Shell này ở vô danh SS rồi. 36 trên 50 mảnh, tấn công 1540. Chỉ có dược lửa và full set Murata Himiko. Chắc chắn là sẽ full gear. Và đây bạn này đã có bộ skin Time Runner Ỷ Trúc Hoa Thiên full skin của Hơi Trường Flame Shell này. SS rồi, SS thì chắc chắn là sẽ rất là mạnh. Ở đây thì Hơi Trường Tư Voi và để không có nuôi, không có đầu tư nhiều vùng đất hô vẫn tiếp với lại full CC đến thăng hoa. Mặc dù là chơi game rất là lâu nhưng mà không có cày bé này. Kiểu chắc chắc là mình nghĩ rằng là ấy, cái thời điểm mà Hơi Trường Tư Voi được cho vào trong shop có thể cày được mảnh ấy thì hồi đấy thì Hơi Trường Tư Voi đã Amita cho mọi người. Hơi Trường Tư Voi Amita từ khi nào ta? Từ khi ta hơi trở sinh tiền hả? Không, nhưng mà hơi trở sinh tiền thì là support mà. Với lại bây giờ thì chúng ta cũng không có một Valkyra DPS vật lý hệ sinh vật nào cả. Không có luôn nha.
có một hơi trời tương voi luôn thì mình cũng không hiểu vì sao hơi trời tương voi lại Amita. Amita bởi ai? Hơi trời cái đấy là kiểu mình không biết, bởi vì cái hồi mình chơi lại thì Amita hơi trời tương voi đã out mất rồi. Vậy nó cũng khá là đuối, công nhận là đuối thật, bởi vì mình cầm hơi trời tương voi S0 full gear là nó rất là Sukarna. Vậy chúng ta cũng không có cây GK mới. Hơi trời Thunder với hơi trời Risen là cũng đều cày được lên bias hết. À không, hơi trời Thunder thì không, có hơi trời Risen thôi. Nhưng chúng ta đều có cây chứng có thần mới, cho nên là mấy nhân vật đấy mới Omega, còn không thì cũng có cái quần què ấy. Ở đây thì hơi trời Final Duty, mắm tôm, tấn công 1521 ở mức rank S3, trần level 65 với lại full set Skiana Kaslana. Đấy, well là thường thường như này, skin đầy đủ với lại cũng không chịu dừng lại ở S0 đâu. Phải lên S3 mới chịu cơ, sao không lên SS luôn đi bạn ơi, lên SS là đúng kiểu, cực kỳ là mạnh luôn. Tiếp theo là Mei aka nồi cơm điện Lightning Queen này. Ok, Jin Shantang có skin hơi trượt Origin thì bạn ấy đúng đúng cũng đã có roll lên được 2S tấn công 1527. Trở lên 65 với lại full shot ra đến Mei, full gear. Chúng ta full bộ skin cho Mei, à cho chiều hơi trượt rồi. Trước thì vừa nãy mình cũng thấy có lãng hoa suýt mộng, rất là đẹp. Đây là hơi trượt Thunder này. Đó, ở vũ lệnh XS1, tấn công 1425, Thalolan, Rarukami với lại Fuse Hander. Xe kia thì chắc chắn là sẽ đầy đủ. Sao bấm mà không được, ta tức thế nhở. Đây, bạn ấy có How to Stalk, Thánh ca đêm rực rỡ, bó xuân và mưa về bó xuân. Hershel, Thunder, mình thấy kiểu người ta lên 3S hết, nhưng mà thanh niên này thì mới là XS2 thôi. But let's try XS, Saladin, XS, Crimson, XS. Tiếp theo là Boronja, Hasmoney, Boney 19C và full set Tegania rồi. Hasmoney SS này, đây hơn giờ với sân cày được, cho nên là bạn cũng đã lên được 3S. Tấn công 1538, Alien The Star Wars và đang lắp full set. Sao lại lắp set này ta? Phải là sắp lắp Willow. Đấy, sẽ là tấn công 1574. Lắp Willow mới là chuẩn sách giáo khoa. Hơn trực Choose S2, tấn công 1362, chấn và full set Boronja, full gear. Hơi trực trước mà mới chỉ dừng lại ở S2 thôi hả? Vậy hơi trực trước thì hồi đấy thì chúng ta có một cái banner tiếp tế nhân vật nhưng mà cũng được gear. Bạn nào mà roll 150 nháy hơi trực trước SS là cũng full gear luôn. Mình nghĩ là kiểu well thì nên roll cái banner đấy, bởi vì kiểu tiền bạc không quan trọng, gear ở crypto không quan trọng. Đã có Visalo thì roll cái banner đấy thì chắc chắn là sẽ một là không có là great lung tung. Đã thế là còn được gear, đã thế là còn có cả hơi trực trước SS. Quá là ngon luôn, hồi đấy mà ai mà roll hơi trực trước lên 2S full set gear thì bây giờ đúng kiểu tim lửa, tim điện của mọi người là gáy. Gáy cực to, bởi vì trước support 2 nguyên tố lửa điện, support xuyên nguyên tố luôn. À nhầm, xuyên giáp, xuyên thấu nguyên tố ấy. Ok, VKE dàn Himiko thì bạn ấy không có nuôi, bởi vì chả có Valkyra nào trong meta. Tiếp theo là Teddy thì chúng ta nhìn xương xương thì cũng khá là nhiều bộ giáp, nhưng mà trong đây thì chẳng bộ nào dùng được. Có mấy bộ của Paladin là bây giờ còn tài tạm thôi nha. Khi mà đã lên 3S với lại trần level 65, đây trần level 65 với lại full set cấp K. Paladin. Đó, Paladin này, Luna này, đây là God Caron SS này, có bộ skin trong củ chuối rồi. Trông khá là củ chuối, bộ thiên ngữ hiện giả mật hiệu sao đêm. God Caron, cái này cũng không phải là Valkyra nào cũng đầu tư đâu nhé, những vật kiểu Amita. Bạn này thì mình đang xét trên một cái phương diện là chơi lâu, nhưng mà Paladin thì cũng ở mức rank SS thôi, và đã dừng lại rồi. Thường thường thì người ta sẽ kẹp Paladin lên 3S, trở lên level 65 với lại full set trần phái. Wood Caron cũng 3S, xong rồi cây di vào thành 11, Topic Utah và bọn Isaac Newton. Thế nhưng mà thì không hề đầu tư cho những nhân vật đấy. SKM thì có 1445, đang cầm cây Lung Quang Jada với lại Tomonet và Midbot Ishikawa Gilmon. Có skin SKM SS này, SSS này, hơi trở xương tiền S1 thôi ạ. Thế có 1327 thì Comic với lại full set Broker's Wood. Well, chúa chơi thì cực kỳ lâu và sao hơi trời xem tiền của bạn này thì lại không có cày mà không, thậm chí là bạn ấy đạp BP thì hơi trời xem tiền thì cũng lên được SS luôn ý. Vân Mặc Đăng Tâm đang cầm cây full set full home crepe. Cái Vân Mặc Đăng Tâm có skin rất là đẹp, có tự hơi cứng à, không hiểu sao bấm được gì mà mấy bộ trang phục này nó bị cứng đơ rồi. Lạ ha, well chúa. Fallen Rosemary có skin 50 củ, tới công 1448, chấn và đã lắp tất cả Mimibot New. Hoặc là mọi người có thể lắp full set Iron hoặc là full set Hander làm đứa pet luôn. Tất cả Mimibot New, top mid Jean Bot New. SKM, SSS này gây sau những loại Spina, Astera, Ám Tường Vi và Thợ Săn Ảnh Thiết.
Tiếp theo thì là Đào Thị Osamu và Lý Đạo Hẳn của Băng Thiên SS này, Biển Sống Lực SS, Lên Sầu SS, Yasakumi. Oh, đàn anh. Lâu lắm mới nhìn thấy cây này. Nó thuộc dạng là lâu lắm rồi, từ cái thời cổ chỉ kim rồi. Bây giờ ai cũng có nhân vật mới, nhưng mà riêng ca lên thì không. Ôi chết rồi. Rồi, bấm lộn, Kailan, vừa lại sâu đến Kailan rồi. Kailan thì Avita hết. Ở đây thì SSS, Kailan Kaito 2S, chị Emanin. Chị Emanin thì sắp tới cũng kiểu hình như là có giáp mới, đó cũng Blueberry, bộ mạch đào và Kê Sakura, biến ngã sông sinh, Edith, biến ngã kết nối và full set của... À, biến ngã sông sinh cầm bộ Atonia trong phèn chúa luôn, phèn ý. Tôi bị cả kết nối với lại phương xe Alampoe cũng phun gear ở vô linh 2S hết luôn. Chinnick nước đôi mắt vực máu có skin Magical Sele, Magical Sele ở Well Lows cực vị, nhưng mà cây chấn thì mới chỉ level 35, vậy là có nick nhưng mà không hề cày cuốc, không hề nâng để wow. Trời ơi, skin của Nick đẹp vãi mọi người ạ. Nếu như Nick mình mà có nhân vật này thì mình cũng mua luôn rồi. Sele SP 3S, ok, hơi trợ Atribut tấn công 1398 này. Bạn này đã gửi ra cây trần rồi, level số 15 sát vàng rồi và full set hơi trợ Atribut luôn. Full gear mà tấn công cũng 1398 thôi á. Bạn ấy tẩy đại hội tâm cộng 55, chắc là do hết nguyên liệu rồi, hết nguyên liệu cho nên không tẩy được. Pháo nặng cộng 19, tấn công cộng 9, sức tấn công cộng có 9, ít vãi. Dị năng cộng 21 và hồi năng lượng. Mình thấy kiểu hơn the reverse nếu như ở mức rank S0 rồi, S0 14 mảnh cũng giống nick mình, S0 10 mấy mảnh. S0 thì nó sẽ hồi SP khá là đột. Với lại như vậy này thì một set thôi nhưng mà chúng ta vừa đảm nhận hai vai trò, một là support, một là hai là DPS, cho nên là tẩy phụ tố cũng kiểu hơi bị bỡ ngỡ ấy. Mình nghĩ là mọi người nên là nâng kiểu DPS hết, tấn công hết hoặc là hồi SP hết, nhưng mà đây thì mình nghĩ là nếu nhiều quốc danh S0 thì nên tẩy làm DPS cũng được, chứ tẩy làm support hồi SP thì thấy cũng hồi SP ok, hồi SP nhanh thì chắc chắn là sẽ cũng rất là thơm, nhưng mà mình thích làm DPS hơn. D'Angela SS SS1 tấn công 1438, mặc dù là đã ở mức lực SS1 nhưng mà lực tấn công rất là thấp. Không, do bạn này tẩy phụ tố thấp ý, 13, 10, 11 không tẩy phụ tố luôn. Ui dồi ôi, chắc không, chắc nhân vật này không có chơi, cho nên là nhân vật này SS1 thì chắc chắn là sẽ phải là trên 1.500, với lại chiếu thần của bạn này thì cũng nhiều, tận cộng 114 cơ mà, có phải ít đâu. Phi Long Tại Thiên Điện Chú Ra, Thiên Nguyên Cánh tấn công 1457, Miss Nativina với lại phu sắp biên ca sân khấu. Mấy vào DPS thì mọi người có thể tẩy tấn công hoặc là tẩy bạo kích, nhớ là sát thương bạo kích chứ đừng có tẩy tỷ lệ bạo kích. À hình như không tẩy tỷ lệ bạo kích, chỉ có tẩy sát thương bạo kích thôi. BKES2 tấn công 1361, với lại kiểu Asuka S0 mà không có đồ S0 thôi, S0 chắc là không đụng. Công suất điện tội chắc là cũng bài full gear đúng không? Nhưng mà này thì đúng từ thời 4.9 rồi, lâu lắm rồi. Sắp tới chúng ta đến phiên bản 5.9 là 20 version rồi. Elysia vật lý này, Elysia full gear, hoa cầu quả cứu thơ tình tấn công 1577, lại một Vakula full gear nữa. Nick này thì không phải đếm Vakula full gear, bởi vì chắc chắn là sẽ rất là nhiều. Thôi chờ Human S2 tấn công 1476, full gear Elysia pristine full gear, full skin của hơi trời human. Đúng rồi, có hai nhân vật thôi, một bộ skin mặc định, một bộ skin 9600 crystal, rất là đẹp. Wow, Mobius SS, à không, S0 của 24. Thiếu đúng một mảnh nữa là bạn này lên được S1 rồi, tấn công 1350 á. Sao bạn này thể phụ tố Sukarna vậy? Thề luôn. Tấn công cộng 18, tẩy nốt đi. Hay bạn hết nguyên liệu để thay 3.000 mấy thôi. Hết cái cục này mọi người ạ. Đâu để mình thử vận may nha, mình thử chạy xem sao. Cung tên là điên này. Xứng đôi tự trị thương. Ok hết rồi, sorry.
Đây thì mọi người sẽ phải tẩy hoặc là nhân vật hệ robot hoặc là sử dụng thánh giá thì mới sử dụng được. Sorry. Đây là bộ skin con gái của san hô, chính là 600 crystal, bộ skin rất là đẹp. Raven, Caron Pepper, Paraferrit, Amitage mình không, à không, cũng ấy Paraferrit thì thôi thì thương tình chúng ta sẽ sâu luôn. Pates. SSS full gear. Không có skin hả? Đây là bộ skin sắc cam rực rỡ. Raven thì cũng có ít skin, với Caron Pepper thì có cũng chả có skin luôn. Aponia skin spending này, trên level 65 với là bản này đang đang full set Hander vậy là không có Zoro. S cũng ở S không luôn. Aponia có vẻ là hơi 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 đuối, hơi thọt. Eden, Hander với Age of Paradise, SSS có skin đỏ thẫm này. Rizel, SSS này, tấn công 1391, Trấn và Full Set Kazane. Full Gear rồi, vậy là cân tim tụt máu. Thần thoại trong tranh, skin rất là đẹp của người sale. Thích vãi chưởng luôn. Envy bạn ấy chưa có mở khóa Lý Tố Thường, SSS đấy. Đây rồi. Dấu hiệu nhận biết Well Chúa 70 mấy củ 2000 ngày đó chỉ là có Lý Tố Thường SSS tới công 1485 trở lên vào số 15 với lại Full Set Thần Châu Úc Kiếm. Mình thấy kiểu Lý Tố Thường cũng là một nhân vật cũng không cần thiết phải cày hồi SP đâu, bởi vì đây là một nhân vật hồi SP nó đã cực kỳ là nhanh rồi. Mình thì mình nghĩ là nên tẩy làm phụ, tẩy làm DPS luôn trong một team có hai vật kia DPS, chẳng hạn nhiều cầm với hơi chơi human hai nhân vật thuộc hệ dị năng, trời ơi DPS rất là mạnh ấy chứ, 3S luôn rồi, AI SS rồi này, 1356 chấn và full set Ajahn Transformation đó. Sắp tới thì sắp tới 6.9 là chúng ta có skin collab đấy, không biết là bạn này có mua không. Và Kurokisa thì 64 trên 100 mảnh, vậy là đang trên con đường. Wow, mặc dù chưa lên được SS nhưng mà đã tấn công 1516 rồi. Trấn level 65 với lại full set Aladdin. Nên mình có skin này không ta? Đồng phục tiểu đội, lưỡi dao bất diệt, một vật kia DPS lượng tử và tụt máu, nó rất là mạnh, thậm chí quất luôn cả team vật lý nếu như mà boss không có khiên. Ở đây thì bạn ấy có Hare, Hare Alexandra và Trấn tấn công 1379. Sao lực tấn công có 1379 ta? Bạo kích, à bạn ấy tẩy bạo kích. Ok, bạo kích cộng 5%. Ok, bạn ấy tẩy một dòng sẽ là bạo kích, một dòng sẽ là robot. Đấy mọi người, các bạn newbie có thể tham khảo bạn này nhé. Mấy và kia DPS robot thì có thể tẩy tẩy hoặc là bạo kích hoặc là tấn công hoặc là tẩy cả hai cũng được. 1379 rồi, có bộ skin luôn. Đấy, chúng ta có phải sâu bộ skin kính tơ diệt mộng. Mình thì mình thấy bộ skin mặc định sẽ đẹp hơn, nó thiên về kiểu chiến binh ấy, đẹp vãi nhỏ luôn, sáng luôn. Prometheus, Pandora Box và full set Doctor May, SSS full gear. Cuối cùng là Kira, Sugari, Starburst 2S, Trấn, Starden và full set Cecilia Thanh Xuân. Và Kira support đang rất là mạnh. Với vừa nãy thì mình cũng có sâu nick của bạn này thì đang là tịch diệt 2100 cúp, chủ tịch diệt luôn. Trận chiến thì bạn ấy có Shirin 2 sao này, F 2 sao, Luna Thành Điểm 2 sao, riêng F Elysia 3 sao và Kiana Katsulana 4 sao, Thỏ Áo Giáp Bunny Protector 2 sao thôi. Ok, kho vũ khí thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều luôn. 2 cây trọng từ vợ trả 4 này, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Ủa, mình đến đến đâu rồi? Trời ơi, nó cứ bị kẹt phím ý. Chắc phải thay con chuột cơ. 4 này. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Ôi trời, mình đếm nhầm rồi. Đủ má. Thôi đến dòng đi, khổ quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à? Trời ơi, nó bị kẹt phím. 1, à, kẹp con chuột, kẹp nút. 1, 2. Trời ơi, tức điên mất. 1, 2, 3, 4. Tức tức quá. Đéo đếm nữa. Xét xếp với thánh thì bạn ấy có top top mid bot bot, một set full hai này, ba ba này, bốn Alexandra, năm top 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 mid mid bot. Ui, mình nghĩ là đổi hai cái top này lấy cái bot, à hai cái top này lấy cái mid với cái bot thì mọi người có thể cầm đi support cho Susanna, cầm cho hơi chờ từ bớt hoặc hơi chờ xem tiền thì đều được.
Yo, khá là ngon. Một set full, hai set full, ba set Dr. May, 4 Alexandra, 5 là 6, 7 Kiana, 8, 9, 10, 11 Willow, 12 Lý Đỗ Thường, 13 Alicia, 14 Top Top Mid Bot Bot, 15 Tender, 16 Patez, 17 Bianca, 18 Su Wing, 19 Paganini, à không 19 chưa nha, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 Sherlock Holmes luôn, 27, 28, 29, 30, 31 kiếm gãy, 32, 33, 34, 35 Kafka, 36 Beethoven, 37 Xin Điện Hoa, 38 Zoro, 39. Ok, còn lại thì những cái skin kiểu như là 39 set full, trong đấy thì có rất là nhiều cả những set cày được. Và đây thì mình vẫn còn chưa đến Di Xuyên Tang này. Xong rồi có cả à không, mà cái set này toàn 3 phần 4 thôi. Hai cái Mid Mây, ba cái Boss Newton, Shakespeare, rồi thì là Y Thư, Phục Y Thư, Nữ Hoa. Thế giờ ký ức, ok. Nick này thì trụ tịch diệt. Và mọi người thấy nick của bạn này như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới video để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì quên mọi người và chúc các bạn có một tháng cô hồn thật là vui vẻ.